xìa quá trời nha mọi người, quá trời xìa. Còn dòng xìa rẻ tiền không ạ? Xìa phổ thông rẻ tiền nha mọi người, quá trời luôn. Ở đây báo giá luôn cho mọi người nha. Mọi người thấy không? Quá trời xìa nha. Nhất kỳ SYM 3.8 triệu nha mọi người. Xìa của SYM xìa hãng luôn đó, có 3.8 triệu. Cúp 82 4.700.000. Cúp 82 cúp Nhật WS 7.7 triệu. Angela 6.5 triệu. AB xìa rất đẹp 10 triệu. Quay bao chạy bền rất đẹp, đổ xăng mà chạy 4.2 triệu. Atta xìa nhập nguyên thùng 9.5 triệu. Cấp 50 8.5 triệu. Sirius 219 10.5 triệu. Xìa 50 8.5 triệu. Quay S khí giấy 8 triệu. Quay S 8 triệu luôn. Rồi vào đồng kia báo luôn, nhanh gọn lẹ. AB xìa đẹp căng 10 triệu. 212 chìa khóa lớn. Quay nhỏ 204 đầu nồi chưa rớt, máy bao phê chạy cực chất, xe nguyên zin, đầu nồi chưa đụng chạm, nguyên zin nguyên bản, giá 11 triệu. Nô 5 xe đẹp keng, máy zin không lỗi lầm, đẹp keng xì beng, giá 7.9 triệu. Vision 23 bảng thành phố, xe đẹp quá đẹp luôn, giá 12 triệu. Click xe rất đẹp, máy bao êm bao về, giá 7.9 triệu. Alex 2010 mâm 6 cây, 2010 mâm 6 cây FI 11.500. Đẹp chân tờ nguyên zin, đầu nồi cho đồng trạm, máy bao phê, giá 15 triệu. Quay 200 máy bao phê, giá 8.8 triệu. Sirius 213 máy bảo phê giá 7.7 triệu. Quay bờ lắm đẹp keng, giá 8.8 triệu. 8.8 triệu quay bờ lắm. Bê sĩ 213 ký giấy ra tên một nốt nhạc, xìa máy zin, giá 18.500. Luxico máy bao êm bao về, xe đẹp dành cho mọi người, giá 7.5 triệu. Sirius xe rất đẹp, giá 8.5 triệu. AB sơn 3D rất đẹp, xe đẹp đen, giá 9.8 triệu. RSX FI 2017-18 ký giấy ra tên một đôn nhạc, xìa rất đẹp.
Ui, xì rất đẹp, giá 9 triệu. Xì rút, xì rất đẹp, giá